Yo, hello, what's up, chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đến từ đường phố đấy mọi người nha. Xin anh em tại chiếm từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video về đầu video, anh em xin like và một subscriber trên channel phát triển nha, các anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi điểm qua thông tin sự kiện tuần mới, anh em xem tốt qua xem gì hot không. Trước mắt hiện tại chưa có cập nhật về hình ảnh tướng mới nha. Chưa có nhận hình ảnh về tướng mới anh em. Anh em nghĩ ảnh tướng mới sẽ là gì đây? Ok, trước mắt đó thì chúng ta sẽ ghé fanpage để xem nào. Hiện tại game đã vào ổn định rồi anh em nhé. Bây giờ lúc 8 giờ tối hôm qua, lúc 7 giờ ấy, 7, lúc lúc 7 giờ, 6 7 giờ là anh em vào sẽ bị lỗi SS được SS đúng không? Đây, qua nhóm xem có ông nào đăng không? Các nhiều quá nha. Châu có vừa tem tốt, khống chế khỏi bàn. Đàn bé. Đúng rồi, kiến riêng thôi. Con nào thì cũng 5k vậy. Mong ra tiếp tình bé đi. Đây 100% về địch kèm sát thương trực tiếp từ 10% máu. Tăng 10% thủ, 10% hút máu. Đây thông báo bà chị anh em hết. Nhìn bè không có đâu, cô lù rồi. Hết rồi bạn, còn gì hot nữa. Ok, trước mắt thì chúng ta có chuỗi sự kiện tuần mới anh em, Luffy Wallow. Ok, vẫn là các vòng chiêu mộ rồi. Ok anh em, chúng ta có shop hải hồn. Ồ, hải hồn thì được có 100 thùng bia rồi à. Khoảng ở đây có shop kim cương anh em. Kim cương thì gọn sẽ kiếm được 400 xu vòng quay. Shop kim cương thuốc ăn đổi anh em. Shop dây ải nào trang bị, shop dây ải. Đăng nhập One Piece. Có tháp. Tháp One Piece, sự kiện xúc sắc kim tự tháp OP. Thức tỉnh Luffy Wallow. Chính trường Luffy cập nhật mới anh em. Chuẩn bị bung ngựa cho mú rơm. Căng nhỉ. Tướng hệ bền bỉ đấy anh em. Mới dịch kiếm không? Để chia sẻ anh em cho đang thiếu một tí các bạn nhé. Anh em chỉ có lái xe đi các bạn. 5k là 2k xe, chúng ta sẽ có một quả L server. Khá là ok các bạn, 50 cốc bia vàng, 10 xu quay, 20 thùng bia. Ngay được thấy được mà anh em chỉ khó anh em cùng nhau chung tay để lấy quả LL server của Kulu anh em nhé. Hiện tại có mỗi sự kiện này để sang code thôi. À quên, còn có web code nữa ấy nhỉ. Đây web code chân nữa anh em, đó các bạn tranh thủ. Còn hai phần quà lận đó. Đó, cập nhật qua tình hình sự kiện quả cát thôi anh em, 10 giờ chưa lại sự kiện mở chiến thôi. Giờ về game con nào. Căng thế nhờ. 6K2 kim cương các bạn. Cái này toang rồi. Hôm nay có mở đảo bánh không ta? Nhưng hôm nay mở đảo bánh mà. Đúng rồi anh em, chiến đảo bánh luôn đi. Khu vực này sắp tới sẽ có thêm Luffy Wallow nữa ở đây anh em. Mà chiến hơi bị êm luôn. Rồi. Ok, em đây là đánh cẩn thận các bạn nha. Ok các bạn chiến cẩn thận nào, mẹ chiến cẩn thận anh em. 57, 58, 59, 60. Ok toang rồi. À đây đúng rồi anh em, trận này là chopper đây. Xém quên anh em, đến trận chopper là phải đổi team, đổi tướng thì mới giữ được. Lại thua rồi, lại toang rồi. Thực ra cái này thì anh em chỉ có đánh cẩn thận là các bạn sẽ win thôi. Các bạn chỉ cần ý mà đánh cẩn thận một tí thôi là sẽ win, tỷ lệ win của bạn sẽ cao hơn. Ok. Ok các bạn, đấy. Chỉ cần để ý đổi team là có thôi. Ở mày quá vẫn qua. 74
Rồi. Ồ. Ồ, toàn đấy nhờ. Ok các bạn. Tôi nghĩ chắc không đi xa được bao nhiêu nữa đâu anh em. 82 83 84. Đây rồi. May quá vẫn qua. 85. Bữa chúng ta bị kẹt ở lại ở lại anh em, lên xem nào, xem bài này có những gì mà thua anh em. Ai da. Thế này sao thua ta? Rumble thì anh Zone chém càng mạnh chứ được cái gì đâu mà. Ô không 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 không. Rút lại lời nói vừa rồi anh em. Ây da, no qua lô đối đối diện với bốn lo anh em, ba lo. Trời ơi, một giật xong luôn ạ. Ok, khá căng, anh em lại được 486 thôi. Và chúng ta cũng không mua thêm được ít xu nào luôn ạ. Căng thế nhờ. 5 xu ạ. Căng thế nhờ, được 5 xu thôi anh em. 10 xu ạ. Trời ơi, ảo ma Canada thế nhờ, 15 xu anh em. Kẹt thế, được 15 xu anh em, không hơn không kém các bạn. Trời đất ơi, thằng thú nào hôm nay mở lại rồi mà. Ok, bên hỗ trợ đánh phát trước này. Ok, sao đợi, phải đợi 15 giây. Ảo thế nhờ, lại đợi 15 giây, lý do bạn ơi. Ảo thế nhờ, phải đợi 15 giây các bạn ảo thế. Bên chỉ huy, bên chỉ huy có ai không? Cũng được anh em dàn trận đánh chơi. Lại phải đợi 15 giây tiếp các bạn, cay thế. Ok bạn vào xem đánh còn hơn. Inu cài đồn càng đấy. Càng đét anh em. Nhớ 8 tỏi đã ăn thôi. Ôi rồi. Ok các bạn đi, sát thương chí mạng à. Giảm 99% sát thương khi bị đánh chí mạng. Cái này thì cũng chỉ được hơn 200 tỏi thôi. Cũng được anh em, thôi kệ các bạn, 200 tỏi cũng được rồi. Cây nhiều quá anh em đuổi không kịp các bạn. Được hơn 100, hơn 200 đâu nhỉ. Đấy không? Ừ, 280 tỏi đam các bạn, thế thôi. Đâu được rồi các bạn. To quá anh em khó vượt qua. Ok, giờ ta ghé qua đấu trường Gunda nhỉ. Bắt đầu bước vào vòng chung kết rồi. Chúng ta đã qua điểm. Thường mùa. Ừ, thấy vẫn ngon anh em, hơn 5k điểm rồi rồi. Ok, xem lịch thi đấu nào. Mùa này hơi căng anh em. Mình gặp ác SS ở ngay dưới này rồi. Nhưng mà vẫn là hên anh em. Dù rằng nó là vậy nhưng mà không gặp bác endgame thì vẫn là hên rồi các bạn. Bởi vì mùa này gặp bác endgame đang ngay ở ngoài là không khác gì bị loại luôn anh em. Đó. Ôi, ở đây anh em. Ở endgame này tôi vừa vô endgame anh em lại bảo bác endgame đâu rồi nữa. Ok, nói chung tình hình sự kiện ngày hôm nay thế thôi. Chúng ta đợi đến 10 giờ quay tiếp anh em nhé. Clip thì tạm thời kết thúc đây. Hẹn anh em tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Tự Tử Đường Phố nhiều. Ok, chuẩn bị mọi thứ để công cuộc chào đón Tứ Hoàng Luffy thôi. Ở bên Luffy qua lô anh em. Hiện tại thì trong túi tôi thì hết thùng rồi anh em, còn bao nhiêu đồ. Đây tôi còn đúng là tí đồ rồi anh em. Cá thì dư khá khá form các bạn, nên mong rằng sẽ mở ra được nhiều Tứ Hoàng Luffy. Luffy qua lô. Đấy nhá. Còn đâu clip này kết thúc đây. Hẹn anh em tiếp theo. Giờ thì bye bye mọi người, hẹn anh em tiếp theo. Tạm biệt.